Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 176 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 176 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ, chỉ trong một lát, nhiều quan tài liền bị phần đông các thần tử cùng vọt tới. Các cao thủ chia cắt xong, mọi người bước nhanh đến phía trước, thì đột nhiên chỉ nghe một tiếng truyền tới từ trên ngọn cây, một thanh âm thật đạm mạc. Không muốn chết thì đều cút đi cho ta. Lúc này, trên đỉnh cành cây thế giới, Diệp Phúc đứng trước quan tài thần vương, nhìn xuống những kẻ ở dưới, rồi đạm mạc lên tiếng. Từ bây giờ, Đại Nhật Thần Dương Cung này đã là sở hữu của họ Diệp ta rồi. Những thứ trong cung tất cả đều thuộc về ta. Gốc thần thụ này là của ta. Đây là quan tài bạn cũ của ta. Tất cả nơi này đều là của Diệp Mỗ. Không muốn chết thì cút hết đi cho ta. Khí thế của hắn không ngừng tăng vọt. Chỉ thấy ở tâm ngọc thụ một giải đạo văn đạo ngân, từng giải thần văn không ngừng tuôn ra từ khắp nơi trên cây thế giới, chui vào trong thân thể của hắn. Tinh khí vô cùng khổng lồ và tinh khiết không ngừng hóa thành một giải thần văn điên cuồng, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Chỉ là một vũ hoàng, cư nhiên dám hò hét trước mặt chúng ta sao? Bảo chúng ta cút đi sao? Thủy tổ thần vực Thánh Hoàng thất thanh cười nói. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Vị vũ hoàng này, người tính độc chiếm toàn bộ Đại Nhật Thuần Dương Cung này, đem toàn bộ thần hoàng, Thánh Hoàng ở tại nơi đây đuổi đi. Nếu chúng ta không đi, muốn cùng ngươi tranh đoạt mà nói, sẽ bị ngươi chu diệt. Ý của ngươi là như vậy sao? Diệp Húc gật đầu. Người nói không sai, ta đúng là có ý này. Toàn bộ mọi người ở đây đều cảm thấy buồn cười. Cho dù là Lăng Tiêu Thái Tử cũng có chút buồn cười. Bọn họ có thể nhìn ra được, tuy rằng thế giới của Diệp Húc có được đạo văn đạo ngân, nhưng dù có được cấm văn, hắn chỉ có tu vi vô hoàng, có được kỳ ngộ nên có được cảm ngộ của Thánh Hoàng mà thôi. Thế nhưng giữa vô hoàng và Thánh Hoàng có sự chênh lệch cực lớn. Một loại là cấm pháp, một loại là đạo môn, hoàn toàn bất đồng, uy lực chênh nhau gấp trăm, gấp nghìn lần. Diệp Phúc tuy rằng có được đạo văn đạo ngân, nhưng chỉ cần không có luyện ra đạo môn, liền như trước không phải là Thánh Hoàng. Một vua hoàng hò hét với trên dưới 100 vị thần hoàng Thánh Hoàng, muốn bọn họ cút đi ngay. Nếu đó không phải là đi tìm chết, thì ít nhiều cũng có chút làm cho người khác cảm thấy thật buồn cười. Những kẻ ở đây đều đến từ các thế lực lớn của thiên giới, có cả thần vương và tinh anh của các danh môn đại phái. Có thể còn sống trong cảnh cạnh tranh thảm thiết thì đều là cao thủ, thực lực không kém. Người yếu nhất cũng là cùng cấp bậc với Xích Uyên Ma Tôn. Dù là Phong Thủy Vân cũng hiểu được Diệp Phúc thật sự đang có chút không lý trí. Lấy ý kiến của hắn, hẳn là cùng những thần hoàng thánh hoàng này ngồi xuống chậm rãi thương lượng, ra sức tranh đoạt, ưu đãi. Đám người Lăng Tiêu Thái Tử có thể sẽ lùi một bước, cũng có thể là lùi hai bước. Cùng lắm thì hắn cùng với Diệp Phúc đều không cần những quan tài của Vu Tổ Thần Vương, chỉ cần gốc thần thụ này là được rồi. Chỉ có Hạo Thiên Khuyển đối với Diệp Phúc tin tưởng 10 phần. Cái con phá cẩu của Diệp Phúc này kích động run rẩy, kêu la muốn đánh muốn giết. Mấy con thỏ thần vương này, nếm thử hương vị thỏ thần vương thiên giới nào. Phong Thủy Vân đứng ở kế bên con phá cẩu này, chỉ cảm thấy từng đạo ánh mắt lợi hại hướng qua bên đây, tất cả đều tràn ngập sát khí, thì thầm nghĩ không ổn ở trong lòng. Con chó này của Diệp huynh, trừ tham ăn ra, chỉ sợ còn có tác dụng hấp dẫn kiều hận. Nếu cùng đường, đem con phá cẩu này ném ra, lấy lực hấp dẫn của con phá cẩu này, địch nhân khẳng định trước tiên đều sẽ công kích con chó này thôi, thuận tiện cho mình đào thoát. Đại Nhật Thần Dương Cung này vốn là của ta, các ngươi tiến vào đây tranh giành bảo vật của ta, việc tru diệt các ngươi là danh chính ngôn thuận. Lúc này Diệp Phúc tiến lên phía trước một bước, nhìn xứng nhóm thần vương Thánh Hoàng rồi thản nhiên nói. Các ngươi có thể sống đến hiện tại,
thực cũng không dễ dàng gì. Hiện tại nếu như rút đi còn kịp. Một tiểu nhân vật cũng dám làm càn như vậy sao? Thủy tổ thần vực Thánh Hoàng đột nhiên bay lên trời. Một cánh cửa thần vực cao ngất liền hiện ra giữa không trung. Từ trong cánh cửa xuất hiện một vương tọa hoa lệ do long cốt đúc thành. Vị thần tử này ngồi trên vương tọa, đưa đại thủ ra, phạm vi hơn 10 trượng do thần văn đúc thành, hướng Diệp Húc hung hăng mà chụp tới. Hắn cười to nói: "Nói chuyện với ngươi thật buồn cười, bất quá dám ngăn cản ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi." Hắn giống như do đạo văn ngưng tụ thành thân thể, tinh khí thần hết thảy từ đạo văn rèn ra, có thân thể bất tử bất diệt, mạnh mẽ đến vô cùng. Thủy tổ thần vực tọa lạc tại Mân Thiên thần giới, do thủy tổ thần vương thống trị, chính là bá chủ của Mân Thiên thần giới. Thủy tổ thần vương không giống người thường, hắn sống hơn 8 vạn năm, là người sáng tạo ra một chủng tộc khổng lồ, con cháu lấy trăm vạn mà tính, chỉ có kẻ có tư chất tốt mới có tư cách được gọi là thánh tử, thánh nữ. Thần vực Thánh Hoàng chính là một người trong số đó, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, so với 12 vệ sĩ đại nhật thập nhị vệ, có thực lực Thánh Hoàng thì muốn vượt qua hơn rất nhiều. Một tòa thần vực chi môn hoàn chỉnh hiện ra, cho thấy hắn đã ở cảnh giới Thánh Hoàng rất nhiều năm, nên tạo ra được một đạo môn hoàn mỹ. Đoang một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại thủ vỗ mạnh vào người của Diệp Húc. Hắn cười to nói: "Ta một chưởng nó có thể dễ dàng đem ngươi chụp thành thịt nát rồi." Diệp Húc đứng thẳng bất động, mà đại thủ thì đột nhiên rầm rầm một tiếng vỡ vụn, thế nhưng không thể mảy may lay động được Diệp Húc. Thần vực Thánh Hoàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Diệp Húc ngẩng đầu hướng hắn đối mặt, chỉ thấy mắt trái hắn như nhật, mắt phải như nguyệt, bên trong nhật nguyệt đều có đạo văn đạo ngân lưu chuyển cực nhanh. Xoẹt một tiếng, bên trong mắt trái của hắn đột nhiên bắn ra vô số đạo văn đạo ngân, gào thét hướng thần vực Thánh Hoàng đánh tới. Những đạo văn này giống như thiên hỏa, độ nóng cực cao, thiêu đốt cả hư không. Đại hỏa lướt qua, chỉ thấy đạo văn ngưng tụ hóa thành một con tam túc kim ô, cất tiếng kêu lớn, giơ vuốt chộp tới thần vực Thánh Hoàng. "Chỉ là một vu hoàng, bằng vào một cái liếc mắt đó liền muốn cùng thần vực Thánh Hoàng ta động thủ sao?" Thần vực Thánh Hoàng từ trên vương tọa đứng bật dậy, lấy tay hướng đầu tam túc kim ô kia chộp tới, rồi điềm nhiên lên tiếng: "Ta liền đánh nát vu pháp trong mắt của ngươi, để mắt trái ngươi đánh nát, cho ngươi biến thành độc nhãn long." Kim ô giơ vuốt đánh xuống, thần vực Thánh Hoàng đỡ một kích này, chỉ cảm thấy lực lượng khôn cùng của thiên hỏa ép tới, không khỏi thét lớn một tiếng. Long cốt vương tọa phía dưới ầm ầm sụp đổ, do không cách nào thừa nhận áp lực cực lớn, đương trường bị phá hủy. Tam túc kim ô một chảo đối chiến với thần vực Thánh Hoàng, hai chảo khác lại chụp vào thần vực chi môn, đem chỗ sinh đạo môn này nắm lên. Vô số đạo văn dưới chảo này bắt đầu rạn nứt, lập tức cánh chim rung lên, hai cánh hướng phía trước hung hăng mà vỗ tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, thần vực chi môn nay lại bị đầu kim ô này đánh nát, vô số đạo văn vỡ vụn tràn ngập ở mọi nơi. Thần vực Thánh Hoàng kêu thảm một tiếng, bị hung hăng đánh bay một đường, bay về phía khoảng trăm dặm thì va vào một cây trụ đồng, sau lưng vỡ thành một bãi thịt máu. "Thần vực Thánh Hoàng, ngươi nói một cái liếc mắt của ta không thể cùng ngươi giao thủ sao? Ta hết lần này tới lần khác chỉ dùng một cái liếc mắt liền đem ngươi đánh thành thịt nát kìa." Diệp Húc thu hồi ánh mắt, chỉ thấy đầu tam túc kim ô kia dần tan đi, hóa thành từng đạo thiên hỏa tạo thành từ đạo văn trở lại bên trong mắt trái của hắn, sau đó thản nhiên nói: "Nếu như là hai đạo ánh mắt, ta liền có thể liếc một cái là giết chết ngươi được rồi." Tại trụ đồng ở đằng kia, bãi thịt nát mấp máy không ngớt. Sau một lúc lâu, thân thể của thần vực Thánh Hoàng hồi phục như cũ, hung tợn trừng mắt Diệp Húc, lấy tay gạt đi vết máu trên khóe miệng, không nói được một lời. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, tuy rằng Diệp Húc nói một cái liếc mắt đem thần vực Thánh Hoàng đánh thành thịt nát có chút khuếch đại, nhưng từ ánh mắt phát ra trong mắt của hắn thì không chỉ là một ánh mắt đơn giản như vậy, mà là một vu pháp đầy đủ. Ánh mắt Lăng Tiêu Thái tử lợi hại, lập tức nhận ra vu pháp từ mắt trái Diệp Húc phát ra đúng là đại nhật ấn của đại nhật Thuần Dương Cung. Nhưng Diệp Húc chỉ có tu vi vu hoàng, bằng vào một vu pháp liền có thể đem thần vực Thánh Hoàng vì vu hoàng đánh thành thịt nát, cơ hồ chết thảm. Có thể thấy được thực lực của hắn xác thực mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất tại đây, thậm chí là cường địch của vị kia. "Ngọc Hư Cung chỉ cần thu 100 vị đệ tử, nơi này có 113 người. Các ngươi nếu là không thua lui mà một lòng muốn cướp lấy đại nhật Thuần Dương Cung của ta mà nói, chỉ sợ Ngọc Hư Cung liền chỉ có thể tuyển nhận 2 vị đệ tử thôi." Diệp Húc nhìn các thần hoàng, thánh hoàng ở chung quanh, liếc mắt một cái,
giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy. Hắn thản nhiên nói, bởi vì ta sẽ đem các ngươi hết thảy mà giết sạch, một tên cũng không để lại. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất như là không coi hơn 100 cao thủ là thánh hoàng, cũng không phải thần vương gì cả, mà như là một đám gà con, một cước liền có thể đè bẹp một đám gà con này. Cây thế giới càng giống như một bộ phận của cơ thể hắn, liên tục không ngừng cung cấp cho hắn lượng tinh khí khổng lồ, giống như những tinh khí này từng một bộ phận tu vi của hắn vậy. Rời khỏi cây thế giới chính là tu vi đó trở lại trong thân thể của mình mà thôi. Hai mắt của Lăng Tiêu Thái Tử sáng lên, ánh mắt dõi theo đạo văn, thần văn ở phía sau Diệp Húc đang di chuyển tới phía trên cành cây của cành cây thế giới, thì không khỏi mừng rỡ. Hắn cười dài, không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, trong Đại Nhật Thần Dương Cung lại còn có bảo vật bậc này. Đạo văn thần văn phía sau ngươi hẳn là từ thiên địa đại đạo chất chứa trong cây thế giới mà ra. Không biết ngươi làm như thế nào đem thiên địa đại đạo của cây thế giới thu làm của riêng được đây. Bất quá, với thực lực của ngươi, ngươi còn chưa thể sử dụng được đạo văn thần văn này đâu. Sao? Cây thế giới sao? Rất nhiều thần hoàng, thánh hoàng ánh mắt đều tóe ra, đồng loạt nhìn về phía gốc cây thế giới ở dưới chân Diệp Húc. Chẳng lẽ gốc ngọc thụ này lại có thể chịu tải được cây thế giới trong truyền thuyết ư? Thiên thần tử thất thanh nói. Phó Tề Lai ánh mắt chớp động, bất chấp bày ra đạo cấm văn cấm chế mà trầm giọng nói. Trong truyền thuyết thì cây thế giới vô cùng cao lớn, sinh trưởng trên không trung của thần giới, là cây thần do thượng cổ thiên đế trồng ra. Bất quá đáng tiếc là cây thế giới đã bị gãy rồi, không biết tung tích nơi đâu, không ngờ đến đây lại có mảnh nhỏ của cây thế giới. Từng đạo đạo văn đạo ngân này chứa lượng tin tức vô cùng phong phú, đủ loại lý giải, tin tức khổng lồ, thậm chí làm cho Diệp Húc không kịp tiêu hóa. Chỉ thấy đạo văn được gây dựng lại, dung nhập đến tam thập tam thiên giới, làm cho tam thập tam thiên giới càng ngày càng chắc chắn, càng ngày càng chân thực. Tu vi của hắn kịch liệt bành trướng, trong cơ thể đủ loại đạo văn bắt đầu ngưng tụ, thậm chí cấm văn xây dựng tam thập tam thiên giới ẩn ẩn bắt đầu hóa thành đạo văn. Nhật nguyệt tinh thần, thiên hà hoàng tuyền, thế gian vạn vật hết thảy bắt đầu ngưng tụ. Đạo văn chất chứa lượng tin tức rất nhiều, rất to lớn, làm cho kiến giải của hắn về thế giới này càng ngày càng bao quát hơn. Tu vi của hắn thậm chí có xu thế hóa thành một đạo môn, lấy trời làm tổ tiên, lấy đạo làm môn, đem đạo văn ngưng tụ thành đạo môn, chính là thánh hoàng. Diệp Húc nay còn không phải là thánh hoàng, nhưng đã muốn đụng đến ranh giới của cảnh giới này. Đợi cho hắn bản vương khai thiên thế giới, hóa thành thế giới hoàn toàn từ đạo văn tạo thành, hắn là có thể đem bản vương thế giới hóa thành một đạo môn rộng lớn, thành tựu thánh hoàng. Khiếm khuyết ở trước mắt của hắn chỉ là cần thời gian để tiêu hóa tin tức khổng lồ như vậy. Không chỉ có như thế, trong ngọc lâu của hắn, ngọc thụ đồng thời đã hấp thu năng lượng bên trong của cây thế giới, giờ đã trưởng thành khỏe mạnh. Hơn nữa, hấp thu đạo văn đạo ngân trong cây thế giới này, nên bây giờ mặt ngoài ngọc thụ cũng hiện ra mỗi một loại thần văn cùng đạo văn đạo ngân của cây thế giới giống nhau như đúc vậy. Về phần đạo vận thần văn chất chứa thiên địa đại đạo này, Diệp Húc căn bản không thể lý giải, tự nhiên không thể hấp thu luyện hóa. Chỉ thấy một mảnh hẹp dài thần văn giống như là băng vần quanh phía sau của hắn. Một mảnh hẹp dài đạo vận thần văn tạo thành băng ở phía sau Diệp Húc, đủ mọi màu sắc, chất chứa đại đạo, tản mắt ra uy năng vô cùng hung hãn, lay động hư không, ngay cả thời không của thiên giới đều không thể thừa nhận. Mọi người thấy thần văn này, sắc mặt không khỏi cái biến. Mỗi một đạo vận đều đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo, mà thần văn lại là lợi hại hơn. Trong đó chất chứa thiên địa đại đạo không chỉ một loại, mà là đem hơn 10 loại thiên địa đại đạo hỗn hợp quán thông, thần vận nội dấu. Hơn nữa, theo thời gian qua đi, khí thế Diệp Húc càng ngày càng mạnh, phía sau đủ loại đạo vận, thần vận càng ngày càng nhiều, giải băng phất phới, làm cho hư không thiên giới từng đợt rung chuyển. Hắn thậm chí có một loại phong thái thần vương, làm cho người ta có một loại cảm giác thần vương buông xuống. Chư thiên thần vương đúng là hình tượng lúc này của Diệp Húc, quanh thân băng quấn quanh, đủ loại thần văn gột rửa. Điểm khác biệt duy nhất là Diệp Húc không thể vận dụng những đạo vận thần văn này. Từ đạo văn thần văn này truyền đến đủ mọi thanh âm như thiên âm, tiếng nhạc. Trong thanh âm ẩn chứa rất nhiều đạo lý, làm cho người lắng nghe là có thể ngộ đạo. Thì ra, tại Đại Nhật Thần Dương Cung này, những quan tài của Vu Tổ Thần Vương cũng không phải là thứ có giá trị nhất, mà là mảnh vỡ gốc cây thế giới này. Ta còn nghe đồn, gốc cây này là chư thiên thần tử vật, do thanh đế lưu lại. Hiền viên thiên đế tự mình vì nó mà đúc ra linh mạch, còn có thương thiên đế tôn đã qua đời kia, cũng từng ngồi dưới tảng cây để mà tìm hiểu huyền thông. Lăng Tiêu Thái Tử đi trước một bước, lao nhanh tới hướng của Diệp Húc, thân hình của hắn vừa động, liền giống như mặt trời bộc phát ánh sáng chói chang, cả người hóa thành một vầng mặt trời.
Bên trong vòng mặt trời xuất hiện một tòa đạo môn. Tòa đạo môn này được hắn thôi phát đến mức tận cùng. Chỉ nghe cạch một tiếng, giống như hồng trung đại lữ rung động, đạo môn thế như mở ra một nửa. Với tu vi của hắn, không hổ là đệ nhất nhân trong các thánh hoàng ở đây, tu vi đã tới đỉnh thánh hoàng, bắt đầu đụng chạm tới việc mở ra đạo môn đi tiếp thêm một bước. Đạo môn này có uy lực rất mạnh, nghiền ép chư thiên, thậm chí thương khung bị ép tới mức xuất hiện một đường cong cử đại, tựa hồ tùy thời có khả năng bị dập nát. Sau khi đạo môn mở ra, phảng phất như có một mảnh thiên địa khác bàng bạc, lực lượng ở phía sau đạo môn bắt đầu tuôn ra. Đây là đạo môn muốn ra chi uy. Người có thể liếc mắt một cái với thần vực thánh hoàng là có thể đánh thân thể hắn thành thịt nát được. Thực lực xác thực không kém, nhưng còn không tính là rất mạnh. Ở trước mặt của ta, người cùng lắm chỉ chịu được 3 chiêu. Trước mặt Lăng Tiêu Thái Tử, Đại Mã Kim Đao, Mặt Trời, Kim Ô, Đạo Môn đồng loạt hướng Diệp Phúc ép xuống. Trong Đại Nhật Thần Dương Cung này, ta chính là chủ nhân chân chính. Tâm pháp của ta cùng với tâm pháp của Đại Nhật Thần Dương Cung tương hòa hưởng ứng, có thể lợi dụng thiên thời địa lợi ở đây, đơn đả độc đấu, không có ai là đối thủ của ta cả. Pháp lực của hắn đột nhiên càng lúc càng tăng lên, khắp nơi trong Đại Nhật Thuần Dương Cung tràn ngập thần văn, cùng tương hòa với hơi thở của hắn sinh ra cộng minh, làm cho hắn có thể dựa thế mượn uy thế của thần điện thần vương tăng tu vi mình lên, mạnh mẽ đem Diệp Phúc chấn áp. Tử Liệt Nhật Kim Ô Đạo Môn đồng loạt ép xuống, còn chưa tới nơi đã đem Phong Thủy Vân cùng Hạo Thiên Khuyển bước lui, không thể không từ ngọn cây ngã xuống tránh đi mũi nhọn. Diệp Phúc thì thét dài, dậm chân thật mạnh, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên như tiếng trống. Quanh thân của hắn là một đám thế giới do nhiều thứ hợp thành, cổ Phật, Kim Liên, Bảo Bình, Quân Luân, Thiên Lâu, Đại Ma không ngừng xuất hiện, số lượng vừa đủ 3.000. Cảnh tượng bậc này giống như 3.000 thế giới đột nhiên lao ra xuất hiện tại thiên giới. 3.000 thế giới bắn ra tinh quang như ánh ngọc, chất chứa vô cùng đạo văn đạo ngân, nghênh đón Lăng Tiêu Thái Tử. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi chỉ bất quá chịu được 3 chiêu. Ngươi tuyệt đối không sống đến chiêu thứ tư. Đây là chiêu thứ nhất. Lăng Tiêu Thái Tử cười lạnh một tiếng, chỉ thấy đạo môn mở rộng ra, đem cắn nuốt một đám thế giới. Những thế giới này vừa mới tiến vào trong đạo môn, liền bị sức mạnh của đại đạo nghiền nát. Ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch không đấy? Đạo môn đã mở cửa ta, phía sau là thiên địa đại đạo, đã bị ta dung nhập vào một đường đạo văn, ngươi làm sao có thể so sánh với ta được? Hắn cười to, đạo môn phá hủy 3.000 đại thủ ấn liền hướng Diệp Phúc mà đè xuống. Sao, 3 chiêu giết ta sao? Lăng Tiêu Thái Tử, ngươi quá đề cao chính mình rồi đấy. Còn Diệp Phúc lật tay đánh ra một chưởng chụp tới, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn các loại thế giới dũng mãnh xuất hiện, lập tức hóa thành thế giới vu hoang. 3.000 thế giới đều rơi vào bên trong thế giới vu hoang, biến thành 3.000 đại lục. Vu Hoàng Ấn, đây là ấn pháp của cấp thần vương, vu pháp cao cấp nhất. Dù là trong số các ấn pháp cấp thần vương cũng thuộc loại uy lực cường đại số 1. Diệp Phúc dùng đạo ấn pháp này, thậm chí trực tiếp đem 3 vũ thần đánh cho đến tàn phế, đem phân thân 3 thần tổ, một luồng đạo văn ma diệt, chỉ còn lại một tia mỏng manh. Hiện tại hắn liên tục đột phá là hấp thu tinh khí của cành cây thế giới, lĩnh ngộ đủ loại đạo văn, tu vi so với lúc cùng 3 vũ thần giao thủ thì cao thâm hơn không chỉ gấp trăm lần. Khi phát ra vu hoang ấn, uy lực cũng lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Đây là chiêu thứ hai. Lăng Tiêu Thái Tử cười lạnh, đột nhiên chỉ nghe vù một tiếng, quanh thân hắn đạo văn hóa thành liệt nhật, cơ hồ bị một chưởng của Diệp Phúc thổi tắt. Vô tận đại hỏa bắn ngược lại, chỉ còn lại một tòa đạo môn ở phía sau Lăng Tiêu Thái Tử và Kim Ô ở phía sau. Đại Nhật Kim Ô ấn. Lăng Tiêu Thái Tử cả kinh trong lòng, Kim Ô phía sau bay ra, lệ khiếu không dứt, hóa thành một đại nhật ấn, hướng vô hoang ấn của Diệp Phúc mà nghênh đón. Còn chưa đến gần vu hoang ấn thì Kim Ô đã kêu thảm, liền bị cuồng phong từ trường Diệp Phúc cắn nát, sau đó tiếp tục hướng Lăng Tiêu Thái Tử đánh tới, khí thế vô cùng. Đại Nhật Thần Vương ấn. Lăng Tiêu Thái Tử quát lớn, tu vi tuôn ra quanh thân, hóa thành một pho tượng thần vương cao cao tại thượng, quanh thân đồng dạng có nhiều băng vần quanh, sau đầu là một vòng mặt trời chói chang đủ loại hư ảnh thần văn, hóa thành chư thiên thần vương, chư thiên thần tử, từng bước bước ra, tung một quyền hướng Diệp Phúc đánh tới. Đây chính là Đại Nhật Thần Vương, uy chấn chư thiên, thống ngự dương thiên thần tử giới. Lăng Tiêu Thái Tử khổ tu Đại Nhật ấn, thậm chí quan sát mỗi tiếng nói cử động của phụ thân mình, nhất cử nhất động đem hình tượng phụ thân hắn tu thành vu pháp, uy lực chí cương chí mãnh.
Đại Nhật Thần Vương vì thành toàn cho hắn, không tiếc đem từng đạo vận của mình ra cho Lăng Tiêu Thái Tử luyện hóa, trợ giúp cho hắn một tay. Diệp Phúc lật mu bàn tay, chỉ thấy nắm tay của Đại Nhật Thần Vương tan vỡ, đại thủ áp tới. Đại Nhật Thần Vương bị hắn trực tiếp nghiền nát. Tiểu tử này như thế nào lại hại như vậy? Lăng Tiêu Thái Tử cả kinh trong lòng, chỉ thấy đạo môn trên cao đột nhiên lao ra trước người hắn, đón đỡ một chiêu Vu Hoàng Ấn này của Diệp Phúc. Cạch một tiếng, đạo môn bị chấn động, một chưởng này của Diệp Phúc đã hung hăng vỗ vào trên đạo môn. Phía trong đạo môn mở ra, rồi đột nhiên có một cỗ lực lượng tối nghĩa lao ra, làm cho năng lượng ẩn chứa trong Vu Hoàng Ấn của hắn bị triệt tiêu. Cũng may, ta đã mở ra được một nửa đạo môn, lĩnh ngộ ra một nửa tia lực lượng đại đạo. Nếu không một trường này của hắn, chỉ sợ ta thật sự không thể tiếp được. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Hắn nguyên bản khinh thường Diệp Phúc, nay đã coi trọng muôn phần, đem Diệp Phúc coi là kình địch ít thế trong đời. Hắn cười lạnh mà nói: ấn pháp của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá chỉ sợ tổn hao rất nhiều tu vi phải không? Cái loại ấn pháp này, ngươi chỉ có năng lực sử xuất được vài lần thôi. Diệp Phúc sắc mặt không đổi, lại dùng một chiêu Vu Hoàng Ấn đánh rơi, mỉm cười nói: Lăng Tiêu Thái Tử, đây là chiêu thứ mấy rồi? Lăng Tiêu Thái Tử biến hóa sắc mặt, tế đạo môn lên đón đỡ, chỉ cảm thấy đạo môn bị chấn động. Một chiêu Vu Hoàng Ấn này của Diệp Phúc chẳng những không có như trong suy nghĩ của hắn bị giảm đi uy lực, ngược lại so với vừa rồi lại càng thêm hung mãnh, thế nhưng lại làm cho hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác không chịu nổi. Xẹt xẹt xẹt. Diệp Phúc lật tay, lại là một chiêu Vu Hoàng Ấn đánh tới. Đạo môn của Lăng Tiêu Thái Tử lại rung lên, chấn cho hắn lùi ra đằng sau một bước. Vù 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 vù. Diệp Phúc một chiêu rồi lại một chiêu Vu Hoàng Ấn liên tục không ngừng đánh tới. Lăng Tiêu Thái Tử liên tục lùi về phía sau, sắc mặt càng ngày càng đỏ, bị buộc phải rời khỏi nhánh cây thế giới càng ngày càng xa. Trong lòng khiếp sợ dị thường, tu vi của hắn đang tăng vọt, nhanh chóng tăng vọt lên. Làm sao có thể? Tu vi của hắn làm sao có thể tăng trưởng với tốc độ như thế này được? Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Húc lên từ Vu Hoàng thất phẩm tăng lên thành Vu Hoàng cửu phẩm. Trong cơ thể, các loại đạo văn thuần túy ngưng tụ, hóa thành tam thập tam thiên, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hóa thành viễn cổ cự thú, hóa thành bản vương chân thân của hắn. Khí thế của hắn bá đạo đến cực điểm, chấn áp chư thiên, thậm chí tự hồ ngay cả thời không vững chắc của thiên giới cũng vô pháp thừa nhận được hơi thở của hắn, tùy thời có thể phá tan bình cảnh thành tiểu thánh hoàng. Oạ một tiếng, Lăng Tiêu Thái Tử nhận một chiêu của Diệp Phúc, rút cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy. Diệp Phúc liên tục đánh tới, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, đánh cho hắn kiệt sức, tay chân cũng bủn rủn, miệng thì phun máu. Diệp Phúc một tay che trời hạ xuống, chỉ thấy một trường này đánh cho đạo môn của Lăng Tiêu Thái Tử ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu dạn vỡ. Lăng Tiêu Thái Tử sắc thực mạnh mẽ một cách đáng sợ, nếu không phải Diệp Phúc đã hấp thu năng lượng trong chặt cây thế giới thì cùng hắn có một đoạn chênh lệch không hề nhỏ. Chẳng qua giờ phút này tu vi của hắn càng ngày càng cao, cái sau vượt cái trước, ngược lại đem Lăng Tiêu Thái Tử áp chế đánh bại. Lăng Tiêu Thái Tử, ngươi không phải nói chỉ ba chiêu là đánh gục ta được hay sao? Ta liền muốn xem ngươi có năng lực tiếp ta ba chiêu hay không. Phía sau của Diệp Phúc, vô số đạo văn trào ra bên ngoài cơ thể, hóa thành tam thập tam thiên, 3000 thế giới, 10 tầng địa ngục, sông lớn cuộn chảy, quần tinh phát ra ánh sáng như ngọc, lại một chiêu Vu Hoàng Ấn đánh tới. Bong bong chành. Đột nhiên có tiếng thiết mã kim mâu vang lên, ba vũ thần tế gia đạo binh, đạo văn, đạo vận liều chết xung phong mà tới, quyết chí tiến lên, cao giọng quát: Lăng Tiêu Thái Tử, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Lăng Tiêu Thái Tử tinh thần rung lên, cao giọng mà quát: Trừ vế các bảo vật khác, ta một cái cũng không cần, chỉ có gốc cây thế giới này là thứ trọng yếu đối với ta. Nếu nó rơi vào trong tay tên này sẽ xảy ra việc gì, các ngươi cũng đoán được rồi. Còn nếu ở trong tay của ta, những bảo vật khác hết thảy là sở hữu của các ngươi. Lời hắn vừa nói ra, lập tức làm cho rất nhiều thần hoàng, thánh hoàng đang do dự đồng loạt ra tay, hướng Diệp Phúc mà đánh tới. Thiên thần tử xuất thủ trước, thánh nguyên bình ở trên cao, trong bình tản mát ra một rung động tối nghĩa, hướng Diệp Phúc mà chụp rơi. Tiếng đàn vang lên, đạo văn tràn ngập đầy trời, cổ đàn trên đỉnh đầu của một cô gái cũng thẳng hướng Diệp Phúc phát công. Diệu âm tràn ngập khắp mọi nơi. Không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu kiện dị bảo này, nếu không gốc bảo thụ này sẽ bị hủy diệt. Lại có thần vực thánh hoàng toàn lực thúc giục đạo môn, hướng Diệp Phúc mà đánh tới quát lớn: Trước hết giết tên này, lại tính chuyện chia bảo vật sau vậy.
Cùng lúc đó, các cao thủ khác đều ra tay, có người thì tế ra thánh bảo trong bảo khố, có người lại thúc dục đạo môn, có người thi triển vu pháp, trăm ngàn loại thủ đoạn, ánh sáng lóa mắt cùng hướng Diệp Phúc công tới, bao phủ hắn lại. Thế công gian ngoan mạnh mẽ nhất vẫn là Lăng Tiêu Thái Tử, thực lực của hắn cường hoành, dưới một kích cho dù là Diệp Phúc cũng không thể không cẩn thận ứng phó, nếu không sẽ bị hắn đánh cho bị thương. Rất nhiều thánh hoàng cùng động thủ, đạo văn bay loạn đầy trời, tất cả đều hướng Diệp Phúc đánh tới, thanh thế bậc này là to lớn như thế nào đây? Phong Thủy Vân thấy thế không khỏi dùng mình một cái, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, vòng trời bị áp sập, hư không từng mảnh bị sụp đổ, chúng hoàng liên thủ không thể địch nổi. Wow! Một đầu viễn cổ cự thú nhảy vào nơi đây, đột nhiên nhìn vào tình hình đại chiến Bách Hoàng, mặc dù hung hãn như nó cũng không khỏi dùng mình một cái, hung uy liền mất hết, cụp đuôi hốt hoảng ẳng một cái đảo tẩu. Trên dưới trăm vị thánh hoàng đại chiến một mình Diệp Húc, dù là viễn cổ cự thú cao cấp nhất có thực lực thánh hoàng cũng muốn tạm lánh xa mũi nhọn, không dám gần gũi, nếu không bị cuốn vào trong chiến trường sẽ gặp nhiều thánh hoàng vây công, bị giết trong khoảnh khắc, chết oan chết uổng. Xem ra nhi tử của chư thiên thần tử vương hôm nay muốn chết một số lượng lớn rồi. Diệp Phúc sát khí bắn ra bốn phía, một tay diễn hóa thành vu hoang ấn ngăn cản Lăng Tiêu Thái Tử, một tay khác một quyền đánh ra, quyền phong mênh mông cuồn cuộn hóa thành bát đại ma giới, ma khí thì dày đặc hướng ba vũ thần oanh kích. Ba vũ thần cả người giống như hóa thân thành kiếm, cứng rắn chống đỡ. Tu vi của hắn tiến nhanh, tâm tình so với trước cũng có tăng lên. Bất quá Diệp Phúc tu vi để thăng càng thêm lợi hại, tăng lên kinh khủng. Dưới một kích liền đem đạo môn của hắn phá hủy, lại một lần nữa hủy diệt sự tự tin của bọn hắn. Dám đả thương con ta sao? Thân hình của ba thần tổ lại hiện lên, ánh mắt hướng Diệp Phúc quét tới, giật mình nói: Tiểu tử này cư nhiên không bị ma chủng của ta ăn mòn, không trở thành ma chủng của ta, người cũng chết đi. Trường thế của Diệp Phúc biến đổi, hóa thành thiên ma ấn, một đại ma phương viên 10 dặm đột nhiên xuất hiện, vô số tinh thần đại lục bị quấy nhiễu, đem ba vũ thần cùng một luồng phân thân của ba thần tổ tất cả chụp vào bên trong đại ma, cứng rắn mài mòn. Giết con ta, người đây chính là đem trời chọc thủng rồi. Ta thần tổ Vương Đình cùng ngươi huyết hải thâm cứu, không đội trời chung. Phân thân của ba thần tổ bể nát truyền đến thanh âm. Diệp Phúc sắc mặt không đổi, lại biến chẳng thế, một cỗ thiên phong hướng một vị thánh hoàng khác thổi tới. Đạo văn ẩn chứa trong thiên phong chỉ một thoáng đem vị thánh hoàng kia tu vi tiêu diệt sạch sẽ, ăn mòn đạo môn của hắn, huyết nhục quanh thân tan ra. Hắn cười lạnh mà lên tiếng: Ba thần tổ, hôm nay phải chết không chỉ là có riêng một mình vị thần vương nhi tử của ngươi đâu, ta không chỉ muốn đem trời chọc cho một cái lỗ thủng, còn muốn chọc mười mấy, thậm chí là trăm lỗ kìa. Quanh thân của hắn hiện ra vô số cấm pháp, hóa thành một đám thế giới, hướng các thần hoàng, thánh hoàng khác công tới, đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm, có một không hai. Phó Tư Lai chỉ thấy thập phương chư Phật thế giới ấn, hóa thành viễn cổ Phật tổ, ngồi trên đại sen, cầm trong tay bát khí, hướng chính mình ầm ầm đập tới, vội vàng lui ra, cao giọng nói: Diệp huynh, nguyên đạo thái tử đã bị ta giết rồi, phó mỗ còn thiếu ngươi một cái nhân tình, chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Đạo thập phương chư Phật thế giới ấn này lập tức chuyển hướng đánh về hướng người khác. Phó Tư Lai thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Thủy Vân cùng một đầu hắc cẩu đang đuổi theo thần vực thánh hoàng chạy loạn, đem vị thủy tổ thần vực thánh hoàng này đẩy vào trong góc tường, hướng vị này đánh nhau chí chóe. Muốn bóp nắn kẻ yếu, ngoài đối nhân xử thế ra còn phải đứng ở đúng đội ngũ kìa, nếu không chết chịu thiệt ngay. Hắn vừa mới tiến lên, đột nhiên nghe con phá cầu nói nhỏ với Phong Thủy Vân: Ta muốn bắp đùi của hắn, đùi thánh hoàng, nếu là đầu thì cắt nó ra cho người ăn một khối thôi. Thần vực thánh hoàng chật vật đến không chịu nổi, bị Phong Thủy Vân cùng Hạo Thiên Khuyển bước đến tuyệt cảnh. Tu vi của hắn nguyên bản không kém bao nhiêu so với Phong Thủy Vân, nhưng bị một cái liếc mắt của Diệp Phúc đánh thành trọng thương, lại có thêm Hạo Thiên Khuyển là một trong các bá chủ của viễn cổ cự thú nên càng khó có thể chống đỡ. Hắn tóc tai bù xù liên tục mà gào thét, có mấy lần suýt nữa phá tan được vây công của Phong Thủy Vân cùng Hạo Thiên Khuyển. Phó Thiên Lai lập tức xông lên phía trước, chân đạp đạo văn bày ra trùng trùng cấm chế vây công thần vực thánh hoàng. Có hắn gia nhập, thần vực thánh hoàng nhất thời bị phong tỏa trong một không gian nhỏ hẹp, không thể nào đào thoát, bị giết là chuyện sớm muộn. Ở trên gốc thần thụ, rất nhiều thần hoàng thánh hoàng quay chung quanh thần thụ luân phiên chém giết. Mặc dù là Diệp Phúc sắp ngưng tụ ra đạo môn thành tiểu thánh hoàng cũng liên tục gặp phải nguy hiểm. Các thần hoàng thánh hoàng ở đây
đến từ các thế lực khác nhau, có thần vương che chở, mỗi một vị đều không hề đơn giản. Thủ đoạn công kích thiên biến văn hóa, liên thủ lại với nhau thì so với Lăng Tiêu Thái Tử cũng không kém hơn. Có tiền vốn để uy hiếp được Diệp Húc. Bọn hắn tuy rằng không thể trực tiếp đem Diệp Húc đánh chết, nhưng mà tiêu hao tu vi của Diệp Húc, làm cho hắn dù hấp thu được năng lượng trong thần thụ thì cũng vô pháp tăng thêm quá nhiều tu vi để vượt qua bình cảnh giữa Vu Hoàng và Thánh Hoàng. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng đàn bòng bòng vang lên, diệu âm thanh nữ xuất ra đàn cổ, tiếng đàn sát phạt, từng đạo nốt nhạc được tạo thành từ đạo văn đạo ngân thuần túy di động, hướng ý thức của Diệp Phúc đánh tới, chui vào trong thân thể của hắn tiến hành công phá. Thân hình của Diệp Phúc chấn động, thân thể bị nghiền ép, đem những âm phủ trong người này hết thảy chấn vỡ. Thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, theo tu vi càng mạnh, thân thể của hắn cũng càng mạnh mẽ lên. Mặc dù là âm phù tạo thành từ đạo văn chui vào trong cơ thể của hắn, cũng không thể mảy may lay động được hắn. Thân thể của hắn vốn là do hồng mông tử khí tu thành hồng mông chi thân, sau khi thành tựu Vu Hoàng, toàn thân huyết mạch đều tăng lên, đã đem cấm pháp luyện đến bên trong cốt tủy. Một giọt máu có thể diễn biến ra bản vương khai thiên thế giới, một giọt máu có thể sinh ra một ma đầu cấp nhân hoàng. Này hắn hấp thu năng lượng trong chặt cây thế giới, tu vi tăng vọt, huyết mạch được tăng cường, thân thể cơ hồ hoàn toàn do đạo văn đúc thành là bất tử diệt chi thân. Cho dù là Thánh Hoàng cũng không dễ dàng có thể thương tổn được thân thể của hắn. Tiếng đàn của ngươi thanh âm quá mềm, quá yếu, để cho ta diễn tấu cho ngươi nghe một khúc sát phạt ma âm, giết người trợ hứng. Diệp Phúc một tay tìm tòi, bàn tay mạnh mẽ phá tan âm phủ, đem từng đạo âm phủ chấn vỡ. Đại thủ hung hăng chụp tới đàn cổ phía trên diệu âm thánh nữ, dùng sức mà gẩy, tạp âm vang lên. Chỉ nghe bằng một tiếng, một dây đàn của thiên âm thánh nữ bị đứt đoạn, chi chít âm phủ quét ngang qua, đem một vị thánh hoàng đang tiến lên chấn nát. Pằng pằng pằng, 50 dây đàn của thiên âm thánh cầm đồng loạt đứt đoạn, thanh âm sát phạt mãnh liệt, hỗn tạp âm phủ hướng mọi nơi quét ngang, đem vị thánh hoàng kia thần hồn câu diệt, thậm chí đã thương một thánh hoàng khác đang vọt tới. Diệu âm thánh nữ lúc thiên âm thánh cầm bị hủy, vô số âm phủ vọt tới, đem nàng chấn đến hộc máu, cấp tốc lùi về phía sau, tức giận lên tiếng nói: người này căn bản là không biết đánh đàn, cái gì mà sát phạt ma âm chứ, thô bỉ đến không chịu nổi. Ta đây là phong cách đàn gảy Tây Châu mà. Diệp Phúc cười ha ha, thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn. Diệu âm thanh nữ chìm đắm trong cầm đạo nhiều năm, còn hắn là rốt đặc cắn mai, khải đàn lung tung, tuy cũng có lực sát thương, có khả năng giết được thánh hoàng, nhưng đối phó với diệu âm thanh nữ tinh thâm âm luật này thì có chút bất lực, không thể một chiêu đem nàng giết chết. Gào! Ngoài đại nhật thuần dương cung đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú thanh đồng cự ngưu. Tiếp theo, đại nhật thuần dương cung đột nhiên chấn động, chậm rãi sụp xuống phía dưới. Một vị thần tử sắc mặt kịch biến, thất thanh lên tiếng: không tốt rồi, đại nhật thuần dương cung sắp chìm vào trong lòng đất rồi, không biết sẽ bị tám đầu thanh đồng cự ngưu kéo đến nơi nào đây. Mọi người nếu không rời đi, chỉ sợ sẽ mai táng cùng nhau, chẳng biết lúc nào lại có thể thấy ánh mặt trời kìa. Trong lòng mọi người trầm xuống, chỉ không ngừng nghe thấy tiếng thú giống, tiếng chân hỗn loạn vang lên khắp nơi ở trong thần dương cung. Vào lúc này, những đầu viễn cổ cự thú cũng bắt đầu dũng mãnh rút khỏi nơi đây. Những cự thú này sống ở bên trong tiểu nguyên giới, hẳn là đối với động tĩnh của từng ngọn núi, ngọn cây cọng cỏ trong tiểu nguyên giới đều rõ như lòng bàn tay. Chúng nó không còn dám tiếp tục ở lại thần dương cung nữa. Chứng minh thần dương cung sau khi chìm xuống dưới đất, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Mặc dù đều là cao thủ thánh hoàng, thế nhưng cũng không thể tự bảo vệ mình được. Giờ phút này, bọn họ nhất thời không thể làm gì được Diệp Húc. Nếu như tiếp tục đánh nhau thì tất cả mọi người sẽ bị vùi sâu ở dưới nền đất, rồi bị tám đầu thanh đồng cự ngưu kéo đến một nơi không hề hay biết. Oanh! Ở bên trong tiểu nguyên giới, chỉ thấy tám đầu thanh đồng cự thú đang kéo một mặt trời chói lọi thật lớn, bị buộc lại bằng khóa sắt, lần lượt chìm vào nền đất. Khóa sắt bong bong rung động, khẽ động đại nhật ầm ầm đánh lên nền đất. Đại nhật đốt cháy toàn bộ mặt đất thành màu đỏ sậm, nham thạch nóng cháy dâng trào, dần dần xả xuống dưới nền đất. Trong đại nhật thuần dương cung, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Trong khoảnh khắc lại có thêm mấy người ngã xuống. Lạc thần đã chết, bị hắn cứng rắn đánh chết rồi. Có người kinh hô: Thiên cơ doanh thiếu chủ cũng bị hắn đánh chết rồi. Lăng Tiêu Thái Tử bộ mặt âm trầm, rồi đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Húc. Đạo môn ầm ầm đánh vào hậu tâm của Diệp Húc, chấn hắn hộc máu đương trường. Cạch một tiếng, Diệp Húc thét lớn một tiếng, lật tay đánh ra một chưởng. Lăng Tiêu Thái Tử phun ra một ngụm tiên huyết. Đạo môn phát ra thanh âm răng rắc răng rắc.
không biết bao nhiêu đạo văn đạo ngân bị Diệp Phúc cứng rắn đánh nát. Ngay cả người cùng đạo môn cùng bị đánh bay ngược ra đằng sau, đụng vào đồng trụ phía trên đại điện. Đại Nhật Thuần Dương Cung ầm ầm hoàn toàn dung nhập vào bên trong nham thạch nóng chảy, chìm vào mặt đất. Tám đầu thanh đồng cự thú kéo cung điện hướng vào trong lòng đất mà đi, chạy nhanh không cần biết phương hướng. Trong lòng mọi người trầm xuống. Tiểu nguyên giới là do vị tạo ra Ngọc Khu Cung mở ra một cái tiểu thế giới. Cái tiểu nguyên giới này đến tụt cùng thông tới nơi nào, chỉ sợ không có ai biết được. Bất quá, vị kia có tu vi thông thiên, thủ đoạn cũng thông thiên. Nếu hắn tùy tiện đem tiểu nguyên giới thông với một cái cao đẳng thế giới nào đó, thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Những nơi không người biết trong thiên giới rất nhiều. Có những nơi cất giấu bảo tàng, nhưng đồng dạng cũng có nhiều chỗ chính là tuyệt cảnh. Ngay cả thần vương tiến vào trong đó cũng khó có thể toàn thân mà trở ra được. Chiến đấu trong cung như trước vẫn chưa từng dừng lại, thỉnh thoảng lại có người chết thảm. Sâu bên trong nền đất của tiểu nguyên giới, tám đầu thanh đồng cự ngưu kéo một vòng mặt trời chói lọi ở trong lòng đất lao nhanh. Trong Đại Nhật Thuần Dương Cung, từng âm thanh giao thủ không ngừng truyền đến. Chỉ thấy vòng mặt trời chói lọi này tốc độ càng ngày càng nhanh, đột nhiên oanh một tiếng đánh vỡ vách ngăn, tiến vào một nơi không biết. Tám đầu thanh đồng cự thú chậm dần cước bộ, chậm rãi giảm tốc. Mặt trời chói mắt phía sau chúng đột nhiên làm đạm xuống. Cả Đại Nhật Thần Dương Cung như được bao phủ bởi một loại tử khí âm mưu. Chúng hướng vào trong cung mà dũng mãnh tiến vào, làm ô nhiễm nơi này. Trong cung trào ra tử khí càng ngày càng nhiều, quang mang của mặt trời liền càng ngày càng ảm đạm, rốt cục hóa thành một vòng hắc nhật treo cao ở trên không trung. Mà trong cung chiến đấu như trước cực kỳ kịch liệt. Diệp Phúc khai chân vững vàng đứng trên gốc thần thụ, cùng rất nhiều thần hoàng, thánh hoàng cứng rắn chống đỡ. Phía sau của hắn, từng đạo đạo văn thần văn phất phơ qua lại, giống như là thần vương buông xuống. Quanh thân tuôn ra một đám thế giới, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên giới cũng được hắn hoàn toàn diễn biến xuất ra, hóa thành đạo văn đạo ngân, tạo thành thế giới. Bốn phía thần thụ, từng kiện thánh binh trong bảo khố bay lên. Mỗi một chiêu thức đều là vô pháp cấp thần vương, hoành tráng diễm lệ. Răng rắc một tiếng, một phiến lá cây của thế giới truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cái quan tài vu tổ trên phiến lá cây kia đột nhiên mở ra một khe hở. Bên trong, một bàn tay trắng bệch nắm lấy mép quan tài. Từ bên trong quan tài, tử khí mãnh liệt phun ra, chỉ một thoáng đã tràn ngập cả Đại Nhật Thuần Dương Cung. Tử khí thậm chí tràn đến bên trong mặt trời, làm tắt thiên hỏa, dẫn đến không khí chỗ này trở nên lạnh hơn rất nhiều, không hề nóng bức như trước nữa. Bên trên thần thụ, Diệp Phúc, Lăng Tiêu Thái Tử thấy vậy cả kinh trong lòng. Cả tòa cung điện chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Bọn họ chỉ cảm thấy thọ nguyên của bản thân đang nhanh chóng trôi đi, nên vội vàng ngưng chiến, kinh nghi bất định nhìn hướng nắp quan tài kia. Bên trong quan tài truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Một thân ảnh thon dài chậm rãi từ trong quan tài đứng lên, quanh thân đạo văn tràn ngập, giống như thiên nhân vậy. Là sắc chết sống lại sao? Hạo Thiên Quyển ngậm lấy một cái chân, nói nhỏ trong miệng, rồi vội vàng nhảy lên cây, trốn phía sau Diệp Phúc. Lập tức các thanh âm răng rắc chuyển đến, chỉ thấy từng chiếc quan tài đều mở nắp ra, càng nhiều tử khí phun ra, chỉ một thoáng đã ô uế cả vầng mặt trời chói lọi, đem nó hóa thành một cái hắc nhật tỏa ra hơi lạnh như băng. Thần tử trong cung đều cảm thấy cực kỳ rất lạnh, tử khí đang hút đi sinh cơ của mọi người, làm thọ nguyên của bọn họ giảm xuống nhanh chóng. Từ bên trong từng quan tài, một đám thân hình bay ra, đứng trên không trung, vờn quanh mọi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quan tài trên ngọn thần thụ. Đây là những thần vương vu tổ đã sớm chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhất thời đồng loạt sống lại, liền tỏ ra dáng vẻ bệ nghệ ngập trời, giống như chúng thần từ xưa trở về vậy. Bọn họ thực sự không phải là chân chính sống lại, trên thân như trước tỏa ra tử khí lạnh như băng, mà không có dấu vết một tí ti, một tia sinh cơ nào, thậm chí huyết lưu cũng không có. Bọn họ là người chết, những vu tổ trong Đại Nhật Thuần Dương Cung sớm đã chết, nay bị một cỗ năng lượng kỳ lạ kinh động, nên mới từ trong tử vong sống lại, trở thành một cái xác không hồn. Lăng Tiêu Thái Tử sắc mặt kịch biến, thất thanh lên tiếng nói: Đại Nhật Thần Dương Cung này chẳng lẽ chạy đến thiên giới âm ám điện rồi hay sao? Lần này chết chắc rồi, chết chắc rồi. Răng rắc một tiếng, quan tài bên người Diệp Phúc xốc lên một cái, bên trong truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, làm cho người ta phải sờn cả tóc gáy. Vu tổ từ trong có chết sống lại đã muốn khủng bố như thế, nếu thần vương sống lại lại càng thêm kinh thiên động địa, lập tức làm cho người ta có cảm giác tuyệt vọng, hít thở không thông. Là thần vương vinh quang từ xa xưa.
toàn bộ lông trên người Diệp Húc chợt dựng thẳng đứng. Hắn chỉ cảm thấy phía sau mình một hơi thở mạnh mẽ của chư thiên dâng lên. Vị thần vương xa xưa kia từ cõi chết sống lại, hắn có thể cảm giác được một ánh mắt không chứa bất kỳ cảm tình gì quét qua trên người của mình. Hạo Thiên Khuyển há to mồm ngơ ngác nhìn ra phía sau Diệp Húc, chỉ thấy trên miệng phá cầu này còn có một đôi chân đang đạp loạn xạ. Đúng là thần vực thánh hoàng bị hắn cắn ở trong miệng, thế nhưng vẫn chưa chết. Người sống không thể tiến vào cung điện của người chết được. Một thi thể vu tổ phát ra thanh âm khàn khàn, âm trầm nói. Lại có một thanh âm âm trầm khác vang lên. Giết bọn họ, làm cho bọn họ cùng làm bạn với chúng ta, hầu hạ chúng ta. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Húc chảy ra cuồn cuộn. Nhiều vu tổ như vậy, còn có một vị thần vương, bọn họ cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi. Nếu như không thể thoát được, trước làm xong chuyện này đã. Diệp Húc một chỉ điểm ra, điểm trên thân thể của thủy tổ thần vực thánh hoàng ở trong miệng Hạo Thiên Khuyển. Oanh một tiếng nổ tung, huyết nhục vang ra, hoàn toàn thân tử đạo vong. Bên trong Ngọc Hư Cung, Chân Thiên Công, Tịch Phong Đào cùng 12 vũ tổ khác nhìn không rời mắt vào Vô Hoàng Sách. Đột nhiên chỉ thấy thần vực thánh hoàng theo Vô Hoàng Sách biến mất. Chân Thiên Công lưu luyến nói: "Tùy lão phu, ước gì bọn gian tế này tất cả đều chết hết, thế nhưng quy củ chính là quy củ. Nếu như giữ lại 100 người này trong Ngọc Hư Cung, những thần vương sau lưng chúng nhất định sẽ tới tìm chúng ta gây phiền toái. Bất quá may mà có vài thần tử bị giết chết đi." Tịch Phong Đào cười ha ha nói: "Hiện tại liền đem những tiểu gia hỏa này triệu hồi ra thôi. Thực chờ mong á, những nhi tử đã chết của các thần vương sẽ nổi giận như thế nào đây? Sẽ mở ra thần vương chi chiến." 9 cây trụ đồng hình hỏa long đột nhiên phát ra hào quang. Bên trong long trụ, tòa trận pháp kia lại xuất hiện lần nữa. Tòa đại trận này chính là bảo vật cấp bậc tổ binh, có thể mang người đưa đến thời không khác, đồng dạng cũng có thể đem người ở thời không khác triệu hồi tới. Thiên giới âm ám điện, bầu trời luôn là một màu đen tối. Trong đại nhật Thuần Dương Cung chỉ nghe thấy 9 tiếng nổ rầm rầm. Trong đại điện, 9 cây long trụ bằng đồng cứng rắn chui ra, phát ra hào quang. Diệp Phúc nhìn thấy đại trận này xuất hiện, không khỏi thở phào một hơi. Lập tức truyền đến một cỗ hấp lực không thể chống lại. Hắn và Lăng Tiêu Thái Tử, đám người thiên thần tử đều không tự chủ bay lên, hướng vào bên trong đại trận này. Diệp Húc dùng một tay đem Hạo Thiên Quyển bắt lên, trong mắt tinh quang chớp động. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta mà. Hắn đã đoán đúng, Ngọc Hư Cung chỉ tuyển nhận 100 đồ đệ, mấy nghìn người chỉ cần chết hết, dư lại 100 người là được. 12 vũ tổ của Ngọc Hư Cung sẽ lập tức đưa bọn họ triệu hồi. Mà giờ khắc này, đại đa số mọi người đều chết thảm, chỉ còn lại phần lớn cường giả tiến vào đại nhật Thuần Dương Cung tranh đoạt bảo vật trong đại nhật Thuần Dương Cung. Mà ở bên trong đại nhật Thuần Dương Cung đã chết hơn 10 vị thần tử thánh hoàng, giờ chỉ còn lại không tới 100 người. Chỉ là còn có những người không có tiến vào đại nhật Thuần Dương Cung, bất quá số lượng hẳn không quá nhiều. Ngay lúc hắn tru diệt thần vực thánh hoàng, làm cho số lượng người còn sống sót thỏa mãn 100, kinh động 12 vị vu tổ của Ngọc Hư Cung, tự nhiên 12 vị vu tổ sẽ ra tay đưa bọn họ trở về. Cho dù giết xong thần vực thánh hoàng mà số người còn sống vẫn vượt quá 100 mạng thì hắn cũng sẽ tiếp tục giết tiếp, giết tới khi nào chỉ còn lại 100 người còn sống mới thôi. Đột nhiên trên chạc cây thế giới, một thây ma vu tổ từ từ giơ tay lên, thản nhiên nói: "Không ai có thể từ trong cung điện của người chết mà còn sống rời đi được." Diệp Húc cảm thấy thân hình căng thẳng, bị một sức mạnh vô hình giữ lại tại giữa không trung, căn bản không thể từ trong cỗ lực lượng này trốn ra ngoài. Hắn gian nan quay đầu, chỉ thấy đám người Lăng Tiêu Thái Tử, Phong Thủy Vân, Diệu Âm Thánh Nữ hết thảy cũng bị giam cầm lại ở giữa không trung. Thậm chí tòa đại trận Cửu Căn Hỏa Long đồng trụ cũng bị vị vu tổ xa xưa này trấn trụ, không thể tiếp tục vận chuyển. À! Một vị thánh hoàng đột nhiên sinh cơ tiêu tán, hóa thành một khối thi thể băng lãnh, phốc một tiếng liền rơi xuống đất. Bịch! Lại có một tiếng của thi thể khi rơi xuống đất truyền đến, thêm một người nữa bị cướp mất sinh cơ, biến thành một khối thi thể băng lãnh. Bịch 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 bịch. Vô số thi thể giống như sủi cảo rơi vào nồi, từ trên không trung rơi xuống. Nguyên bản là những thánh hoàng cường đại vô cùng, nhưng trong mắt những cái xác sống vô tổ này, quả thực so với trứng gà con còn dễ dàng đập nát hơn, từng tên một lần lượt bị cướp đi sinh mệnh. Trong Ngọc Hư Cung, trên đỉnh 12 vị vô tổ đứng trước đại trận, chỉ thấy trên Vô Hoàng Sách một đám thân ảnh đột nhiên trở nên ảm đạm rồi biến mất khỏi Vô Hoàng Sách. Mồ hôi lạnh trên trán cả đám cuộn cuộn đổ xuống, thất thanh lên tiếng: "Bên trong tiểu nguyên giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lần lượt từng tên thần tử thánh hoàng bị giết chết như vậy?"
Đại sự không ổn, bọn chúng khẳng định đã xúc động cấm kỵ của tiểu nguyên giới, bây giờ muốn toàn quân bị diệt rồi. Cái bọn tiểu bối này đều là con cháu của thần vương Vũ Tổ, nếu như toàn bộ chết ở bên trong tiểu nguyên giới, Ngọc Hư Cung chúng ta chỉ sợ sẽ gặp thiên đại kiếp nạn. Nhiều thần vương phẫn nộ như vậy liền có thể hướng Ngọc Hư Cung chúng ta tấn công, như vậy có thể đem Ngọc Hư Cung chúng ta hủy diệt. 12 vị Vũ Tổ đồng thời quát lớn, quanh thân xuất hiện đạo văn mạnh mẽ khôn cùng, thanh âm đại đạo to lớn dũng mãnh tiến vào bên trong đại trận, đem đại trận thôi động đến cực hạn. Đại trận trong Đại Nhật Thuần Dương Cung lại vận chuyển, đem đám người Diệp Húc hút vào trong trận, không ai có thể trốn thoát được. Trên thần thụ, rất nhiều sắc sống Vũ Tổ cùng nhau ra tay, đại trận lại bị chấn trụ không thể vận hành, làm đám người Chân Thiên Công gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, phẫn nộ quát lên: Tiểu nguyên giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả 12 Vũ Tổ chúng ta đồng loạt ra tay cũng vô pháp thúc dục được đại trận, đem bọn chúng triệu hồi về. Trên trán Diệp Húc cũng diện ra mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe Thiên Thần Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cao giọng rít gào: Ta là con của Đại Gia Thần Vương, không quản các ngươi đến được cùng là thứ gì, nếu các ngươi dám đụng đến ta, dù là một cọng lông, cha ta Đại Gia Thần Vương cũng sẽ đem các ngươi từ trong quan tài lôi ra, đem tất cả băm thây vạn đoạn. Thanh âm của hắn vừa dứt, liền truyền đến tiếng thi thể rơi xuống. Con của Đại Gia Thần Vương nay bị một sắc sống không hề cố kỵ cướp đi tính mạng, biến thành một khối thi thể. Những sắc sống Vũ Tổ này liên tiếp cướp đi tính mạng của bọn hắn mà không do dự, cùng chần chừ chút nào, thanh âm đạm mạc truyền đến tai bọn họ: Thần Vương xa xưa cần tử thi đến hầu hạ cuộc sống hàng ngày của ngài. Diệp Húc cảm giác phía sau truyền đến một cỗ dao động, gian nan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng đến cực hạn, không mang chút tình cảm nào. Chủ nhân đôi mắt này dùng một ngón tay điểm tới phía hắn: Ta trăm tính ngàn tính, vậy mà không nghĩ tới tới đây cũng khó thoát khỏi cái chết được. Diệp Phúc tuyệt vọng trong lòng, chênh lệch thực lực quá lớn, hắn ở trước mặt Vũ Tổ quả thực như một con mèo con, không có chút năng lực phản kháng nào. Khi ngón tay điểm tới mi tâm của hắn thì đột nhiên dừng lại, trong cặp mắt hiện ra một chút thần thái phức tạp, giống như khôi phục lại một tia sinh cơ vậy. Nếu là cố nhân thì hãy thả cho bọn họ đi thôi. Trên đỉnh thần thụ, vị thần vương áo trắng đột nhiên nói, mà sức sống Vũ Tổ cũng thu tay lại. Diệp Phúc cảm thấy áp lực quanh thân biến mất, sau đó thân bất do kỷ bị kéo vào trong đại trận. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy thần vương áo trắng cùng trên dưới trăm vị Vũ Tổ hướng ánh mắt về phía hắn. Vật của ngươi trả lại cho ngươi. Thanh âm của bọn hắn truyền đến, tiếp theo gốc thần thụ đột nhiên bị nhổ tận gốc, hướng Diệp Phúc lao tới, rồi cùng rơi vào trong đại trận. Đừng quên lời hứa của ngươi đối với chúng ta. Đại trận vận chuyển, trước mắt đám người Lăng Tiêu Thái Tử đột nhiên đấu chuyển tinh di, từ trong tử địa thiên giới bị đẩy ra ngoài, đến khi mở mắt thì đã trở lại trước cửa Ngọc Hư Cung. Hắn đi rồi. Trong Đại Nhật Thuần Dương Cung, một vị Vũ Tổ lẩm bẩm: Hắn sống lại không uổng một phen tâm huyết của chúng ta, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đem chúng ta hồi sinh, chân chính sống lại. Đi thôi, đi gặp Đại Đế. Vị thần vương áo trắng không nhanh không chậm nói. Đại Nhật Thuần Dương Cung được 8 đầu thanh đồng cự ngưu kéo, bắt đầu chuyển động, hướng sâu trong tử địa thiên giới lao đi như bay. Trước Ngọc Hư Cung, một gã thần tử phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất, hai mắt dại ra khóc sống lên. Nhiều người sụt lơ trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã chết hơn 30 người, so với số người bị Diệp Phúc xử lý lại còn nhiều hơn. Bọn họ tuy rằng là thần tử thánh hoàng cao cao tại thượng, nhưng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với chuyện kinh khủng như thế này. Đây là lần đầu tiên cách tử vong gần như thế. Chỉ có mấy người ít ỏi là còn có thể đứng lên. Bất quá, dù là đám người Lăng Tiêu Thái Tử, sắc mặt cũng ảm đạm. Lần này Đại Nhật Thuần Dương Cung chìm vào trong nền đất, tiến vào tử địa thiên giới, là một địa phương vô cùng khủng bố. Dù là thần vương cũng rất ít đặt chân đến nơi đó. Vù, một gốc cây thần thụ đột nhiên từ trong đại trận xuất hiện. Diệp Húc đứng ở ngọn cây, thân hình đảo qua, lảo đảo. Trong nội tâm hắn đồng dạng cũng không bình tĩnh được. Vị thần vương áo trắng kia thế nhưng lại đem chặt cây thế giới này đưa cho hắn, còn nói một ít lời nói kỳ lạ, hắn không thể nắm bắt. Thật sự làm cho hắn khó có thể giữ được bình tĩnh. Thiên giới ẩm ám điện đến tụt cùng là địa phương gì? Có thứ gì trong đó chứ? Vì sao những thần vương Vũ Tổ đã sớm chết có thể sống lại vậy? Chân Thiên Công đột nhiên vọt tới, một bên xách một vị thần tử lên, quát hỏi:
Rốt cuộc bên trong có chuyện gì xảy ra? Tại sao có nhiều người đột nhiên chết như vậy? Đó là... Hắn đột nhiên chú ý tới thần thụ dưới chân Diệp Húc, thất thanh mà nói: Kỳ thế giới, bên trong tiểu nguyên giới vẫn còn có thứ này. Hắn thả thần tử trong tay ra, bước nhanh tới phía trước một bước, vô cùng vui mừng mà nói: Thần vật trời sinh, thật sự là trời sinh thần vật mà. Đủ loại đạo văn thần văn tự nhiên mà thành, mau đưa nó cho ta. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói: Vị tiền bối này, trước khi tiến vào tiểu nguyên giới, người đã nói sinh tử do mạng. Thế nhưng chỉ cần có thể đoạt được bảo vật từ trong tiểu nguyên giới, Ngọc Hư Cung các ngươi sẽ không thu hồi, có thể giữ lại làm của riêng được. Gốc cây thế giới này là bảo vật ta dùng tính mạng mà giành lấy được từ bên trong tiểu nguyên giới. Hay Vu Tổ ngươi muốn nuốt lời cướp đoạt bảo vật của ta sao? Trần Thiên Công nào cũng không tức giận mà cười lạnh nói: Ngươi không biết chỗ trần quý của gốc cây thần thụ này. Sao? Ngươi muốn nuốt lời? Diệp Húc lại chất vấn lại. Trần Thiên Công khóe miệng run run, sắc mặt âm trầm, cười ha hả nói: Tiểu bối, ta tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào có được nó, nhưng gốc thần thụ này liên lụy lớn lắm, lớn đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng được. Bởi vậy, thần thụ nằm trong tay của ngươi chỉ sợ là họa mà không phải là phúc đâu. Sớm muộn sẽ đưa tới đại kiếp nạn cho ngươi, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Thân phận của ta là Vu Tổ Ngọc Hư Cung, tự nhiên sẽ không có lòng tham với bảo vật của ngươi, chỉ là muốn thay ngươi tạm thời bảo quản nó mà thôi. Sắc mặt của hắn hòa ái, mỉm cười nói: Trong thiên hạ vẫn không có người nào dám đến Ngọc Hư Cung ta gây sự. Người đem gốc thần thụ này cho ta bảo quản, tự nhiên có ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Không sai, gốc thần thụ này căn hệ sắc thực rất lớn, không phải loại tiểu bối ngươi có khả năng nắm trong tay được, như vậy sẽ đưa tới họa sát thân cho ngươi kìa. Lại một vị Vu Tổ Ngọc Hư Cung khác cũng tiến lên, trên mặt mang theo ý cười ấm áp nói: Trần trưởng lão cũng là muốn tốt cho ngươi, đem gốc thần thụ này của ngươi để cho 12 Vu Tổ chúng ta bảo quản. Chúng ta tự nhiên tốc lòng bảo hộ, sẽ không để cho nó bị tổn hại hay hao tốn. Đợi ngươi trở thành Vu Tổ, gốc thần thụ này tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi hiện nay đã là đệ tử Ngọc Hư Cung ta rồi, nếu không giao ra chính là vi phạm môn quy, phản bội sư môn. Kết cục của việc phản bội sư môn ngươi không phải không biết, phải không? Tịch Phong Đào cười lạnh nói: Nếu gia nhập Ngọc Hư Cung ta, đã là đệ tử Ngọc Hư Cung, gốc thần thụ này ngươi đừng nghĩ muốn mang đi. Cho dù thi thể của ngươi ra ngoài được, thì gốc thần thụ này cũng chỉ có thể ở lại Ngọc Hư Cung thôi. Lại có một vị Vu Tổ thản nhiên lên tiếng nói: Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 176 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.